Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay tôi rất là vui mừng để quay trở lại với các bác cái vòng đá Thạch Anh tóc vàng. Tôi cũng đã làm một hai cái clip trước đây về cái Thạch Anh tóc vàng này rồi. Và trong clip đấy thì cái lô đấy là tôi bán hết rồi các bác nhé. Còn đây là hiện tại thì tôi mới làm xong và chọn được những cái vòng đẹp, chọn được mấy cái vòng đẹp này, Thạch Anh tóc vàng này. Thì đây là cái loại, tôi có hai loại trong clip này, có hai loại. Một loại là TA01, một loại là TA02. Thì TA01 là viết tắt của Thạch Anh mẫu 01, thì tôi ký hiệu là 01. Và TA02 là Thạch Anh mẫu 02. Thì nó có hai loại, một loại hàng này nó sẽ rẻ hơn. Loại 01 nó sẽ rẻ hơn loại 02. Vì sao thì một lát nữa tôi sẽ nói cho các bác biết nha. Đây tôi cho bác xem mẫu này. Đầu tiên là tôi cho bác xem mẫu trước nha. Đây. Cái mẫu 01 đây. Mẫu 01 thì tôi giới thiệu kích thước này. Nó có size 8 ly, size 9 ly và size 10 ly các bác nhá. Nó có 3 size, size 8 ly cái lô này tôi chọn thì nó có 3 size. Chọn những cái hàng này là tôi toàn bộ là tôi chọn hết ra rồi, tôi mới quay clip này đây cho các bác. Đây. Cái loại này là 8 ly, 8 ly nó chỉ có một vòng thôi, một vòng duy nhất 8 ly cho nữ. Và 9 ly này, cái vòng 9 ly này. Này các bạn này, các bạn nhìn kỹ nha. 9 ly. Thạch Anh tóc vàng tự nhiên đấy các bác. Tí tôi sẽ test cho các bác cái phân biệt thật giả nha các bác nha. Phân biệt Thạch Anh thật, Thạch Anh giả. Ở trên mạng thì cũng có một số người người ta phân biệt rồi. Thì nó cũng rất là dễ phân biệt thôi. Để tóc các bác nhìn tóc của nó này. Tóc của nó nhăn nhít luôn bên trong. Cái loại này là hàng hàng tương đối đẹp các bạn, tương đối đẹp. Và giá lại phải chăng mềm nữa. Đây các bác nhìn này. Tóc nhăn nhít bên trong. Tí tôi sẽ nói về cái loại này vì sao lại TA01 lại rẻ hơn TA02 các bác nha. Tí tôi sẽ nói cho các bác biết sau đây, ít phút. Đây là 9 ly, còn đây là 10 ly các bác. 10 ly. 10 ly thì vòng nó sẽ to hơn. Thường là nữ sẽ đeo 10 ly và 9 ly và 8, 8 ly thì những người nhỏ thôi. Những người tầm 40 cân thôi. Đó, thì đeo 8 ly. 40 45 cân, còn trên 50 cân thì đeo 9 ly và 10 ly các bác nhá. Đây cái vòng 10 ly. Để cho cái đèn nó cúp xuống một chút. Như vòng 10 ly này 10 10 18 hạt này. Nhìn rõ không? Tóc vàng nhăn nhít bên trong này. Hàng rất là đẹp luôn. Sản phẩm toàn bộ là được tôi chọn lọc rất là kỹ. Đấy, cái vòng này. Chín ly và 10 ly thì nó cũng gần tương đương nhau các bác. 9 ly nó bé hơn một xíu thôi. Và đó, nó có ba kích cỡ như thế. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bác xem cái loại là loại TA02 nha. TA02 thì nó có 7 ly và 8 ly. Đây nó có hai vòng 7 ly. Đây. Hai vòng 7 ly rất là bé. 7 ly thì cho dành cho trẻ em đeo hoặc là cho nữ người nào mà thật là nhỏ con, tay mỏng đeo. Đeo như này tôi làm mà gần như là thừa hạt thừa. Hạt nó có thể là các bác tay nhỏ thì các bác có thể bớt hạt ra nhé, có dây dự phòng gửi cho các bác có thể bớt hạt ra vừa tay. Còn thường như này là tôi sẽ làm để thừa còn hơn thiếu mà. Tôi làm cứ thừa hạt ra tôi xỏ vào, bán là bán theo vòng. Thì các bác về các bác đo tay các bác xong các bác tự tháo bớt hạt ra được nhá. Không lo nhá. Vì là mình gửi về cho các bác gửi xa thì thừa còn hơn thiếu. Thiếu thì mình lại phải mất công mình gửi, nhưng cứ gửi thừa đi cho nó thoải mái. Đó, những cái hạt nhỏ như này này, có hai hàng 7 ly, hai size 7 ly. Một vòng 8 ly. À hai vòng 8 ly các bác nha. Hai vòng 8 ly.
hai vòng 8 ly này, này các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn qua nhá. Hai vòng 8 ly và 10 ly. 10 ly và 12, 10 12 ly các bác nhá. Đây. Đây là 10 ly có 4 vòng. Tôi chọn được 4 vòng 10 ly đẹp nhất. Tôi quay lên cho các bác. Đây các bác nhìn này. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là nhiều tóc các bác nha. Tóc chằng chịt bên trong này. Thấy anh. Đá tự nhiên 100% chuẩn luôn đấy các bác. Đây là 12 ly này. Rồi bây giờ tôi quay trở lại với các bác nha. Đây vừa tôi cho các bác xem cái hàng 12 ly này, loại TA02 này. Đó, loại đẹp, loại VIP. Loại VIP thầy anh TA02. Loại này hàng hàng tương đối đẹp rồi, loại 1 không không đẹp bằng loại 2. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bác xem phân biệt giữa hai vòng 10 ly và 12 loại nha, nó khác nhau chỗ nào nha. Đây, các bác nhìn này. TA01 và TA02. Các bác thấy nó khác nhau chỗ nào chưa? Để cái sao đó. Đấy, màu đen. Đó. Các bác nhìn cái nền đen nó sẽ dễ phân biệt hơn. Cái này nó đục hơn các bác đúng không? Cái này màu nó đục hơn. Cái này màu nó trong hơn các bác này. Các bác nhìn rõ không? Phân biệt rõ không? Cái này đây, sang bên này đi. Đó. Các bác phân biệt rõ chưa? Đó, cái này nó trong hơn và cái này nó đục hơn. Thì chính vì thế là cái này hàng này nó rẻ hơn các bác nha. Cái này hàng này nó đắt hơn. Đá mà. Đá thì nó ăn nhau ở cái độ trong thuần khiết đấy. Độ trong cái này nó nhiều cái vân mây, nhiều cái bụi tạp chất bên trong nhiều hơn cái loại này. Đó. Loại này gần như trong đến 90 đến 95% các bác nhá. 90 đến 95% là trong, không có tạp chất, gần như rất là ít tạp chất. Loại này thì chỉ được 50-60% thôi. Đây các bác nhìn tạp chất bên trong này. 50-60% thì hàng này nó đã giá nó đã hợp lý. Còn hàng này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Đó. Nếu mà được thì tôi sẽ bây giờ tôi sẽ làm giá gửi cho các bác nha. Đây các bác ơi. Tôi vừa một hồi sau khi tôi làm giá thì giá này là giá tại xưởng luôn, không qua bất kỳ một trung gian nào các bác nha. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về giá, giá chỉ từ 480 thôi cho đến 1.350.000 thôi. Mà hai loại đấy, hai loại loại đẹp đấy, loại đẹp nhất. Từ từ tôi sẽ giải thích về giá. Thì đây này, nó có TA01, đây mẫu TA01 đây các bác nha. Mà cái mẫu mà tôi bảo là nó đục hơn cái mẫu TA02 đấy. Có loại 1 đấy, loại TA01 đấy. Thì đây 8 ly này, nó có một vòng 8 ly thì giá của nó là 480. Đó. 480. Từ giá thị trường của nó phải 650 700 đấy. Nói chung là tôi cứ tính ra đây thì giá của nó bên tôi là bán giá gần như là lãi rất là thấp, là 480. Vì sao tôi lại giá có giá rẻ như này? Thì thứ nhất là bên tôi đang chạy chương trình quảng cáo cái tất cả các sản phẩm bên tôi trong tháng này đều được giảm giá, nên các bác hoàn toàn là yên tâm và được tặng quà nữa, được tặng một cái vòng lưu huyết long nhá các bác nha, tặng một vòng lưu huyết long, tôi quên không ghi vào đây. Tặng một vòng lưu huyết long, tất cả sản phẩm này đều được tặng một vòng lưu huyết long. Đây này, cái này cũng tặng này, cái này cũng tặng này. Đó, bên đây cũng tặng này, tặng một vòng lưu huyết long. Các bác khi mà các bác mua một sản phẩm thì đều thì được hai sản phẩm các bác nha. Đây này, giá của nó này 8 ly 21 đến 23 hạt, giá thị trường là 650 thì bên tôi giá chỉ có 480 thôi. Thì có nghĩa là các bác được rẻ hơn khoảng gần 200. Đúng không? Gần 200 gì đấy. Tặng một vòng lưu huyết long đó.
Đây là cái số 2 là 9 ly. Đó, vừa tôi nói là cái 9 ly đấy. 9 ly đây. 9 ly đây. Nó có 21, cũng 21 đến 23 hạt. Giá của nó là 1 triệu mốt. Bên ngoài thì bên tôi chỉ giá bán là 780 thôi. 780. Và cũng được tặng một cái vòng nu huyết long. Nu là gốc, tặng vòng nu huyết long là gốc ấy. Bên tôi đang có chương trình tặng cái vòng nu huyết long gốc già đấy, rất là tốt, đeo rất là bền. Và cái thứ ba là size 10 ly. Đây, cái size 10 ly đây này. Đây, cái size 10 ly này. Size 10 ly thì có 10 18 đến 21 hạt. 18 đến 21 hạt tùy từng tay, ví dụ nữ thì 18, nam thì 21. Đó. Size 10 ly thì giá bên ngoài nó là 1 triệu 3. Giá thị trường đấy thì là 1 triệu 3. Nhưng mà bên tôi giá sản phẩm chỉ có 880 thôi. 880, có nghĩa hơn cái thằng 9 ly này 100. Đó, 880 là cũng được tặng vòng lưu huyết long các bác nha. Nhưng bên tôi là hoàn toàn miễn phí ship hết, toàn bộ miễn phí ship hết. Tất cả sản phẩm bên tôi giao hàng là miễn phí ship. Khi mà nhận hàng ấy được kiểm tra hàng, bỏ ra xem, yêu cầu bóc hàng ra xem rồi mới thanh toán tiền các bác nha. Nếu có dấu hiệu mà đã bóc trước từ đấy thì các bác không nhận hàng các bác nha, phải yêu cầu mở ra xem thì mới thanh toán. Phải nó phải gọi là cái gì nhỉ, minh bạch công khai khi mà mua hàng, yêu cầu người nhân viên mở hàng ra xem. Đó, các bác yên tâm. Và cái mã thứ hai là cái mã này này, vừa tôi xem cho các bác xem là nó trong hơn đấy. Mã TA02 này thì có size 7 ly này, có hai cái vòng 7 ly. Có hai cái vòng 7 ly này, rất là đẹp. Thì giá của nó là có 950 thì được giảm xuống còn 608. 950 là ngoài thị trường gần như người ta bán 900 hoặc là 9 950. Là xuống còn bên tôi là chỉ có 608 thôi các bác nha. Và cũng được tặng vòng nu huyết long miễn phí ship. Size 8 ly, đây, size 8 ly thì có hai cái đây các bác. Cái này 7 ly 26 hạt nha các bác nha. 26 25 26 hạt. Còn 8 ly đây thì giá nó có 23 hạt. 21 hay đến 23 hạt. Thì giá của nó ngoài thị trường là 1 triệu 3 hoặc 1 triệu 4 gì đấy, tôi cũng không, hoặc 1 triệu rưỡi. Có nơi bán 1 triệu rưỡi. Nhưng mà bên tôi giá chỉ có 900 rưỡi thôi. Bác nha, 8 ly giá chỉ có 900 rưỡi thôi. Và cũng được tặng nu huyết long. Tí tôi sẽ giải thích vì sao mà giá bên tôi nó lại được rẻ như thế các bác nha. Giá bên tôi nó sẽ được rẻ như thế. Tí tôi sẽ giải thích sau. Đây là cái vòng 10 ly, 10 ly. Đây 10 ly 18 hạt đây, rất là trong và đẹp đây. 10 ly 18 hạt. Giá thị trường thì nó tầm 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 hoặc 1 triệu 8 luôn. Nhưng mà bên tôi thì đang được giảm còn 1 triệu 150 nghìn. Bác nha, 1 triệu 150 nghìn. Đang trong cái tháng này đang được giảm giá và giá nó giảm. Bên tôi giảm là gần như là 400, 300 rưỡi. Và cũng được tặng một vòng nu huyết long các bác nha. Sau đó là đây size 11, 12 ni này. Nói chung 11, 12 ni nó cũng không chênh nhau nhiều. Thì tôi cứ viết 11 ni hoặc 12 ni tùy. Các bác thích 11 hay 12 cũng được, tôi sẽ chọn cho các bác và tôi sẽ đo thước kẹp cho các bác nha. Thì nó có 18 hạt hoặc 17 hạt, tùy các bác có thể lựa chọn. Giá ngoài nó sẽ tầm 1 triệu 8 đến 1 triệu 9. Nhưng mà bên tôi thì giá chỉ có 1 triệu 350 thôi. Và cũng được tặng vòng nu huyết long. Rồi, nói chung là bên tôi đã làm giá rất là kỹ và hợp lý cho các bác rồi. Giá này là tương đối là so rất là rẻ so với thị trường. Vì sao như thế? Bây giờ tôi sẽ giải thích. Thứ nhất là bên tôi là xưởng sản xuất chế tác trực tiếp luôn. Đó, cho nên là bên tôi bán giá bao giờ nó cũng hợp lý và rẻ. Mình lãi ít nhưng mà mình bán được số lượng nhiều các bác nha. Các bác phải hiểu là bên tôi bán số lượng rất là nhiều, trong vòng một ngày rất là nhiều đơn. Lại ít thôi nhưng mà mình có thể là lấy số lượng nhiều, phục vụ tất cả các bác luôn, cả cả nước và cả nước ngoài. Nói chung là anh em mọi miền tổ quốc bên tôi đều gửi được hàng hết, từ miền Bắc cho đến miền Nam, cho đến Hải đảo, rồi thì Côn Đảo, rồi thì ra Phú Quốc, tận Phú Quốc cũng gửi được. Ở đâu nói chung là mọi miền tổ quốc Việt Nam này
đều gửi được hết ngóc ngách rồi, thì trên trên các vùng sâu vùng xa vùng núi cũng gửi được, nhưng mà nó hơi chậm thôi, vẫn gửi hàng được các bác nha. Còn ra nước ngoài thì bên tôi sẽ đi gửi riêng, gửi một bên riêng, người ta chuyên đi ra nước ngoài tất cả thế giới luôn, cả thế giới luôn, chuyên mọi nước, kể cả chủ yếu bên tôi gửi là Nga này, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Đó. Ở bên đấy thì nhiều anh em Việt Nam, Việt Kiều sinh sống, Mỹ rồi Canada đấy. Nhiều anh em Việt Kiều bên đấy sinh sống rất là thích những cái sản phẩm phong thủy hoặc mộc hương sốt, thì có thể đặt hàng trực tiếp. Nếu mà có người nhà ở Việt Nam thì càng tốt, còn không có người nhà ở Việt Nam thì bắt buộc phải gửi hàng sang bên đấy. Thì cái đấy là các bác có thể gọi điện về, hoặc là bên tôi sẽ tư vấn cho các bác cách thức mua hàng ở bên đấy sau, hoặc các bác nhắn tin vào Zalo bên tôi này, Zalo hai số điện thoại, hoặc gọi trực tiếp, nó rất là dễ. Còn bây giờ ở trong clip này thì vì thời lượng nó có hạn nên tôi sẽ tập trung vào những cái chính thôi. Đó thì vừa rồi là tôi đã có cái giá cho các bác rồi, giá công khai trực tiếp cho các bác. Giá này là bên tôi đã làm giá rất là tốt rồi, rất là chuẩn giá rồi. Thì các bác nếu mà các bác muốn xem lại giá thì có thể tua lại video nhé, nên tôi sẽ không nói nữa. Thì đây là tôi sẽ cho các bác xem hàng kỹ hơn này. Đầu tiên là cái TA01, TA01 thì là cái hàng đẹp, cái hàng đẹp thì nó có size 8 ly, có một vòng này. Đây một vòng size 8 ly cho các bác xem này, các bác nhìn rõ chưa? Để cái này lên đây cho nó xuống màu đen đây thì nó nhìn dễ nhìn hơn này. Giá chỉ có từ 650 xuống còn 480 thôi các bác, 480 lại được tặng thêm một cái vòng huyết long nữa và miễn phí ship các bác nha. Cái này gần như là chỉ được lãi rất là ít thôi, lãi cốc cà phê thôi các bạn, nên là bên tôi bán số lượng nhiều một vòng này. Nhưng mà sắp tới tôi sẽ làm thêm những cái size 8 ly này, các bác đặt hàng nhanh thì bên tôi sẽ giao cái vòng này, còn sắp tới tôi sẽ các bác đặt hàng tiếp thì tôi đang làm thêm cái vòng size 8 ly này, loại này, và đây là 9 ly các bác này, 9 ly này, 9 ly rất là đẹp này, 9 ly đây, 9 ly thì rất là nhiều, các bác muốn đặt bao nhiêu cũng có nha các bác nha, bao nhiêu vòng cũng có. Bên tôi là bán số lượng nữa, các bác đặt nếu mà anh em nào mà muốn hợp tác, đấy là anh em chân tình ấy, muốn hợp tác với bên tôi, giá số lượng nhiều sẽ giá nó sẽ rẻ hơn là số bán lẻ này, thì các bác có thể mua các à, các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo nha các bác nha. Thì chân tình, anh em chân tình mà muốn hợp tác với xưởng bên tôi ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp. Đây size 9 đi. Các bác có thể nhìn này, nhìn cái sản phẩm này, những hạt được lựa chọn rất là kỹ, và bên tôi làm mà cái hạt này nó tròn, nó rất là kỹ nha, đẹp nha, yên tâm về chất lượng sản phẩm các bác nha. Đó. Đây là size 10 ly, 10 ly rồi 11 ly đây, những cái hạt to như này là 11 này. Đó, 11 ly này, nhưng mà tôi cứ tính vào 10 ly, bác thích lấy cái gì thì lấy loại nào thì tôi sẽ lấy cho loại đấy, yên tâm. 11 ly nó to hơn. Ở bên ngoài là người ta thường là cân bán theo gam đấy, nếu mà các bác đã mua hoặc các bác đã chơi Thạch Anh rồi thì người ta sẽ bán theo gam, nhưng mà cân nên tính tiền, nhưng mà bên tôi thì không, nên tôi bán theo cái thôi, cứ ước lượng bán theo cái thôi, chứ bên tôi không quá chi tiết như các shop bán lẻ các bạn. Các shop bán lẻ thì người ta thường là cứ tính tiền theo gam, bán theo gam đấy, thì bên tôi là chỉ ước lượng bán theo cái thôi, bán gọi là lãi thôi chứ không lãi nhiều như người ta bán lẻ. À, bên tôi chỉ bán theo vòng này,
vòng luôn, bao nhiêu hạt xỏ vào là tính chỉ từng đấy tiền thôi chứ không lấy hơn, bác yên tâm. Và được miễn phí ship nữa, miễn phí ship về tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền các bác nhé. Đó rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bác xem cái loại này, hai vòng 7 ly này, xem kỹ hơn. Một vòng 8 ly và mấy vòng đây, một vòng, hai vòng 8 ly đây, một vòng mấy vòng 10 ly đây, mấy vòng 4 vòng 10 ly, hàng rất là trong và đẹp. Và 4 vòng 12, 11 ly, 12 ly này, tính 11 ly đi. Đó. Cực kỳ chuẩn và đẹp. Rồi, xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Hương Shop. Khi mà các bác mua hàng thì bên tôi sẽ đóng vào hộp những cái hộp màu đỏ hoặc một hộp màu màu vàng, màu trắng như này. Thì khi các bác nhận hàng thì bên trong nó sẽ có một cái thẻ bảo hành đầy đủ thông tin địa chỉ của Mộc Hương Shop và một cái sản phẩm và một cái vòng tặng, vòng sản phẩm và một cái vòng tặng các bác nha. Và cái thẻ bảo hành đấy các bác có thể đọc thông tin hoặc là lưu địa chỉ hoặc là lưu số điện thoại của tôi trên cái thẻ bảo hành đấy, rất là tiện. Có gì các bác cứ gọi điện trực tiếp để bên tôi tư vấn cho các bác. Rồi, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi cái clip này, hơi dài các bác nha, các bác cố gắng theo dõi hết clip này nha. Rồi, chào các bác.